cho bác nghe này. Đấy, xem năm nay qua gặp ngay bộ dàn xịn của mình thích này. Thấy cái lon này yêu này thích em. Làm em xịn này. Lon này kết hợp với lại Hàn Đức. Đấy. Bích Đức và Hàn Đức kết hợp với lon này ra cái gì các bác? Đen như bà bộ này. Rất là hay, ai có tiền chưa những bộ 25 mình nghe hay thật. Rất là vừa phải luôn. Bong luôn. AP vẫn là nâng cấp về cái tính mic. Thư viết từ miền xa gửi về em gái anh chưa quên. Năm nay được vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong xuân núi rực rỡ vui mây tàn quê có khắp theo em tặng những chiếc quỳnh tàu thơ ghi chép ngày hình như những gian chúa trong giờ tiêu từ em là hàng câu thơ là câu nói đỏ là thịt mỡ xưa anh khắc theo là ngàn cánh mai là ưu ái ngóng ra cho linh trần ngoài. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Sạch bong luôn. Xin ghi một vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về. Bộ này em rất là lo AP với lại bác thấy cái loa AP thì nó sạch không? Nó sạch trong mắt luôn. Tính bác nghe cũng hay. Thư viết từ miền xa gửi về năm nay đời thì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong xuân núi rực rỡ vui mây đằng quê có khắc theo em tặng những chiếc bình đồng thư ghi chép nhanh hình như những gian chúa giờ điều từ em là câu thơ là câu nói đỏ là thịt mỡ xưa khắc theo là ngàn cánh mai là ưu ái ngóng ngã cho linh trần ngoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Xin đi vui vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về. Xin ghi thôi vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi về.
giả không? Đấy, bác thấy được bác thích cái bộ dàn thế này liên hệ với em. Những đô la AP cái bộ dàn cũng gia đình tầm khoảng độ 25 m² quanh quanh, thực sự cực kỳ đẳng cấp luôn. Cứ sạch bong như nhà cũng hay bác ạ. Các bác cái tính cái bát kia vẫn mềm một cái tí tách, rất là sướng. Đấy, bộ dàn AP đấy mà ghép định lượng cái tầm khoảng độ 16 triệu chúng ta có bộ dàn ngon rồi. Đấy, các bác cần liên hệ với em nhé. Rất là phê nhé. Hát là thích liền. Vâng, cửa hàng âm thanh số đúc đỏ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay thì em xin test cho các bác cái đôi loa AP Time với cái mã là BD10. Nói thật các bác luôn, đây là một đôi loa mà có thể nói là nó rất hoàn hảo. Sáng ngày hôm nay thì em đã đón tiếp tầm khoảng độ 2 đoàn khách. Đấy, trong mỗi một đoàn là tầm 4-5 người đến cùng với nhau. Thì mọi người đều nghe qua đôi loa AP này và thực sự tâm nói một đầu tâm đắc một điều là ui hay thật. Đấy, và cũng đã bán đi được 2 đôi. Đấy, cho 2 đoàn khách đấy. Đấy, mỗi một đoàn là các bác là sở hữu một đôi các bác nhé. Thì đây là một đôi loa nó hay hoàn hảo về cả mặt giải bát, giải chung và giải tép. Đặc biệt cái tiếng tép của đôi loa này như tiếng rất là phê. Tôi nói một điều là tiếng cực kỳ sạch sẽ, nó trong trẻo, nó rõ ràng, nó nhuyễn, rất là hay. Bát nó sâu mềm, rất là sướng các bác nhé. Đây là một đôi loa full 25 rất phù hợp cho những các bác dùng trong gia đình tầm khoảng dưới 30 m² và chúng ta có chi phí không quá cao. Đấy, cái bộ dàn thì tầm cũng trên 10 triệu thôi. Dưới 20 triệu là chúng ta có bộ dàn rất là hay rồi. Đấy. Và đây là một đôi loa chắc chắn một điều là với cửa hàng âm thanh số đúc đỏ bán ra luôn luôn bao hay tuyệt đối cho bác một dòng loa AP thương hiệu của Mỹ đẳng cấp. Với dòng bát khủng tép của dòng MC sao sản xuất thì chắc chắn là mọi người không cần lăn tăn rồi. Và ngay bây giờ đây em mời các bác cùng nghe thử chất âm của đôi loa này để các bác cảm nhận cái độ nhuyễn, độ hay, độ mịn của đôi loa này. Thiết kế đôi loa này quá tuyệt vời rồi bác nhé. Thiết kế rất là đẹp rồi, mọi người không cần phải lăn tăn thùng cân, độ thông hơi phía trước. Đấy, nhìn nó nằm tính rất là đẹp. Đấy bác nhé. Cực kỳ sướng. Đôi loa này giá các bác đã biết đúng không ạ? 7.6 triệu và các bác cùng nghe 7.6 triệu nó khác với những cái đôi loa rẻ tiền như thế nào nhá. Ok, này các bác cùng nghe này. Tiền là của đó các bác nhá. Cả đời.
tắt hay sao ạ? Đúng không ạ? Rất là mọi người làm việc đây. Công việc máy gặt rồi, hiện tại bên em đang làm sân, một máy hàn đang chạy của mọi thứ máy cắt. Rất là ồn, những tạp âm bên ngoài rất là nhiều. Nhưng mà các bạn thấy là những cái đôi loa này nó thể hiện những chất âm ra nó sạch, nó rõ ràng. Mặc dù cái tạp âm bên ngoài các bác vẫn nghe rõ từng câu. Cực sướng, tiếng tép nó mịn, nó nhuyễn, nó cực kỳ hay luôn. Dạy bát nó mềm sâu, rất là sướng các bác nha. Nó tuyệt vời luôn. Và với kiểu dáng loa này đẳng cấp rồi, nó thực sự các bác nhỉ. Gọi cái thùng vách rất là dày luôn, cực kỳ đã các bác ạ. Thùng dày lắm. Sướng, ốc tất cả loại đó, Hoa Thị ấy nha, hàng xịn nha. Đấy, hàng xịn nha. Đấy. Cực đẹp luôn. Các bác nhìn cái đôi loa này các bác mê luôn. Đấy, nếu mà khách đang thích được đôi loa này hãy liên hệ ngay với em các bác nha, số lượng rất là ít luôn. Hiện tại đây em đã đi được gần chục đôi mất rồi. Thì số lượng còn không được nhiều các bác ạ. Đấy, cũng không được nhiều lắm, thì các bác nào thích đôi loa này nhanh tay liên hệ ngay với cửa hàng âm thanh số đục độ các bác nha. Đấy, hiện tại bên em cũng chiều ngày hôm nay bọn em đang tập trung để mà vệ sinh cái lô gần mới về hôm nay trước. Đấy, để bắt đầu lên sóng các bác nữa các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nha. Chào các bác. Vâng, và đây là nội thất bên trong của cái đôi loa AP Tham, cái model lần này bọn em về các bác nhé. Thì các bác đã thấy là nó vẫn sử dụng cái quả tép mà rất nổi tiếng của thương hiệu MC Sao. Nếu các bác mà nhìn mà nhắc tới cái thương hiệu MC Sao mà ai đã từng dùng loa MC Sao hàng xịn nhá, chứ không nói là MC Sao hàng nhái nhá. MC Sao là một cái thương hiệu mà sản xuất tép và đó là cực kỳ nổi tiếng của mình luôn. Hấn chuột cái tiếng tép ở đó cực kỳ hay. MC Sao có những dòng tép côn dầu ấy và côn dẹt cực kỳ đẳng cấp. Và đến nói đến dòng tép của cái model AP Tham mà 10BD này đang dùng ấy, xin được các bác là đây là một con tép có thể nói cực kỳ ấn tượng, đã sử dụng trên những cái dòng tép ở dòng loa của thằng MC Sao rất là hay. Đấy, và bên em đã từng bán những dòng loa này, đã sử dụng con tép này rồi. Nếu các bác là đã được nghe qua thì chắc chắn các bác sẽ mê lắm. Tiếng tép ở đó là cực kỳ sạch, rõ và nhuyễn, dòng côn dẹt đặc trưng các bác nhé. Trên đây chúng ta thấy là một cái tem màu vàng QC Pad này và tem số EMA của bà bếp là DH3CT. Đấy, sản xuất vào năm 2014 các bác nhé. Đấy, chuẩn luôn. Và với cái trên cái cột của tép các bác thấy là sẽ được một đệm một lớp răng. Thì cái răng này nó trên giống như cái răng của đồng loa bát luôn. Thì cái răng này toàn bộ nó sử dụng đây là gì ạ? Là sử dụng những cái vỏ cây trên những cái nút vang mà chúng ta hay thấy, nút sâm vang và sâm banh ấy. Thì đây là chúng ta gọi là cái vỏ cây olio cái gì đấy. Chúng tôi nói tóm lại là em không tìm hiểu kỹ lắm về cái vỏ cây này. Nhưng em chỉ được xem ở trên những cái chương trình TV ấy. Thì biết là cái vỏ cây này thì nổi tiếng nhất ở bên Bồ Đào Nha, là nhập khẩu rất gần như toàn quốc. Và được gọi là cung cấp gọi là lớn nhất thế giới ấy. Là cái đơn vị mà bên cái đất nước mà cung cấp nhiều nhất. Đấy, thì khá là nổi tiếng. Thì cái vỏ cây này có thể thấy là nó giống như sâm panh, và khi chúng ta bắt bát vào ấy, thì nó sẽ có hiện tượng là nó có cái hư hứng, là nó sẽ ép chặt vào cái thành bát này và làm cho cái bát loa chúng ta nó không bị gì ạ, nó không bị hở cái phì hơi và nó không bị rung tiếng bát. Đấy, có tép cũng vậy luôn, họ làm nó bắt cái bát cái tép là rất là chặt vào cái họng phễu này. Đấy, và cái phễu chúng ta thấy là cái phễu của dòng loa AP ấy, nó sử dụng là bằng phễu sần. Thì cái phễu sần này đã làm cho cái tiếng tép nó mềm hơn. Đấy, họ làm cho tiếng nó mềm hơn. Và dạng hình phễu là hình tròn chứ không phải là cái dạng hình tứ giác hay là hình vuông nữa. Mà họ làm một cái hình phễu hình tròn để cho khuếch tán âm thanh đều hơn. Thì mỗi hãng họ làm một cái kiểu khác nhau. Theo như chúng ta để ý là nếu mà một cái dạng phễu mà hình vuông á, hoặc là hình bầu dục á, thì mỗi lần chúng ta chiêu ngang hay là chúng ta để dọc á, thì chúng ta là phải xoay cái tép. Đấy, chúng ta phải xoay cái chiều hướng của cái phễu để cho cái hướng tép nó phóng đúng hướng. Nhưng mà đối với những cái loại họng mà họng tròn và dạng gai này á, thì chúng ta có chiều loa hướng nào cũng được, nó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Chúng ta có chiều loa hướng nào thì cái phần đường tiếng của cái tép ra nó vẫn do tỏ đều cả, thì nó rất là hay và nó đều hơn, nó đẹp hơn. Đấy, thì thường thường là những cái dòng họng tròn này thì đa số áp dụng được trên dòng loa full 25 thôi, chứ họ ít khi áp dụng trên đường loa full 30 được. Bởi vì làm cái kiểu họng tròn này thì cái diện tích nó chiếm khá là lớn. Đấy, nó sẽ chiếm lớn hơn. Nếu làm bé thì nó không đủ khuếch đại, còn nếu làm lớn thì thường thường cái thùng loa nó sẽ phải làm lớn theo. Cho nên là thường thường là những dòng họng tròn thì chỉ áp dụng trên những dòng loa 25, ít khi mà trên 30 họ làm lắm, rất là hiếm bác nhạc. Đa số trên 30 thì hoặc 40 thì họ hay làm hình vuông. Đấy, hình vuông để tiết kiệm cái diện tích. Đấy, và nó dễ bố trí hơn. Đấy, quả tép rất là đẹp các bác, cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn thấy là những cái ánh kẹp từ nó đang là ánh kẹp 7 màu này, rất là đẹp các bác nhá. Tiếng cực kỳ đẳng cấp luôn á, tiếng rất là hay. Bác nào đã nghe AP Tham sự xịn rồi á thì nghe sướng lắm. Đấy, còn về với bát của AP Tham mà xin thưa các bác luôn, các bác nhìn cái bát của AP Tham nhìn nó mê lắm. Bảo sao mà trên thị trường thì có rất là nhiều dòng AP Tham, mà kể cả có những hàng nhái cũng có rất là nhiều. Nhưng mà đây là bác thấy là như em đã nói các bác rồi, một tờ bát xịn AP Tham ấy, cái từ 500 rất là dày.
Hôm vừa rồi em đã đo cho bác xem đó, cái từ 500 của dòng loa Ametime nó còn dày hơn rất là nhiều dòng loa full 30 hiện tại trên thị trường luôn. Với cái chiều dày của nó đâu đó hình như là 2/2 hay 2/3 đấy, cái chiều cao của 500 này. Trong khi đó một cái 500 của dòng loa full bình thường ấy, nó chỉ tầm khoảng là 1/8 thôi bác ạ, 1/8 thôi. Thì cái từ tính của dòng loa Ametime nó rất là mạnh. Và kể cả cái từ tính trên 500 cũng vậy, dòng loa Ametime là dòng loa của Mỹ mà, họ làm từ tính và nó cực kỳ kinh khủng luôn. Chất lượng 500 thì phải nói là không cần phải bàn đấy, cực kỳ đẳng cấp và hay. Từng cái chạm bác nhìn đây, bao nhiêu năm rồi này, chỉ cần vút một cái là nó sẽ sáng bóng loáng luôn. Cái xương của nó rất là đẹp các bác, nó cực kỳ đẹp luôn, rất là nét các bác nhá, nhìn nó mê lắm, nói chung là nhìn nó mê lắm các bác. Từng cái nhện mọi thứ rất là mê luôn, cực kỳ đẳng cấp luôn, nó thực sự luôn. Các bác nhìn em từng cái zone, cái đút, cái đít chỏ, cái phần thùng hơi của côn này, là mắt côn này, cho đến mọi thứ, từng cái xương họ làm phải nói là cực kỳ đẹp luôn, không có một điểm trừ, gần là gần 3 sóng, rất là nét. Đấy, các bác nhìn cái bát này nó khác rất nhiều đúng không? Đương nhiên là một đồng tiền chúng ta bỏ ra để nó chất lượng nó phải khác rồi. Mà đặc biệt là cái model này của em, xin thưa các bác luôn là cái model này là model mới nhất của hãng Ametime. Thấy đây, nó sẽ khác với cái model hôm trước em lên sóng các bác. Nhìn khác ngay cái phân tần luôn đấy, từ cái phân tần luôn. Các bác sẽ thấy là cái phân tần của này, các bác nhìn này, cái dây của nó cực kỳ to. Đấy, cực kỳ to luôn. Dây bát thì nó sử dụng là dây đỏ, dây tép thì sử dụng là dây vàng. Đấy, và những cái chạm tép của nó nhìn này, những cái lẫy tép của họ cũng xịn này. Đấy, tép vào thì không gì hết nhá. Đấy, nhìn này, họ làm những cái lẫy rất là đẹp và xịn sò luôn, nó không giống như những cái dòng loa rẻ tiền đâu. Dòng loa rẻ tiền khi cho bác cắm vào nhổ ra cực kỳ khó. Cái này họ làm hẳn cái lẫy chúng ta bấm tay rất là dễ luôn, cực kỳ dễ luôn. Đấy. Phân tần thì bác nhìn đây, nó khác cái phân tần đồng trước đúng không ạ? Khác đúng không các bác? Tụ vẫn là tụ chim mắt này. Nhưng mà cái cuộn cảm lần này nó to hơn cả lần trước rất là nhiều. To hơn hẳn luôn. Đấy, model đời sau này họ làm to hơn hẳn. Sử dụng vẫn là sử dụng men vàng đặc trưng của dòng Ametime. Dòng Lâm Mỹ thì họ hay làm men vàng lắm. Đấy, nhưng mà có thấy là cái cuộn cảm bát rất là bự luôn. Thì với những cái cuộn cảm bát nó bự thế này, xin thưa các bác luôn, nó tiếng bát lần này nó ra cực kỳ mạnh đấy. Chỉ cần một chút căn chỉnh cái phân tần thôi là cái tiếng loa nó đã ra, chất âm của loa nó đã ra khác biệt rồi. Đấy, từng cái tụ được cái chở được xếp lên nhau để căn chỉnh này. Đấy, quần cảm của tép này, tụ vẫn cực kỳ đẹp luôn. Có một số dòng thì những con tụ này nó sẽ có màu đen nữa, nó khác nhau một chút về con màu tụ thôi. Nhưng mà về cơ bản nó vẫn giống nhau các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Cái quần cảm rất là phê. Các bác nhìn cái phần tần rất là to bác nhá. Đấy, nó cao lên tới hơn 20 phân các bác này, dài hơn tới hơn 20 phân này. Đấy, hơn 20 phân các bác nhá. Rất là dài luôn, to như một cái viên ngói luôn. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Xịn sò bác ạ, thùng vách rất là đẹp luôn. Từng cái răng được làm khá tinh tế này. Thì các bác sẽ thấy là nó phân biệt ở dòng loa 30 và 25 á, nó phân biệt nhất là chúng ta thấy ở chỗ lỗ thông hơi này. Nếu cái lỗ thông hơi của dòng loa 30 nó sẽ là lỗ thông hơi dọc hai bên hình chữ nhật. Nhưng mà đối với dòng lỗ thông hơi full 25 á, chúng ta nhìn vào á, chúng ta sẽ thấy ngay đó là lỗ thông hơi hình tam giác. Đấy, nhìn hai bên đối xứng rất là đẹp. Quay cực kỳ loa, các bác nhìn cái loa thẳng rất là đẹp đúng không bác? Cái kiểu dáng các bác nhìn qua mê lắm. Đấy, công suất làm việc của loa này rất là lớn, lên tới 280W. Thì đương nhiên là nó thuộc vào dạng là cũng top đầu trên thị trường về tổng công suất rồi. Đấy, bát mạnh, tép sáng, không cần gì để bàn nữa. Với bộ đối đôi loa này các bác chơi những cái bộ dàn tầm khoảng đâu đó khoảng 16 triệu, 15, 16 triệu, 17 triệu thì chúng ta ghép. Tùy theo mức độ cho các bác chơi thì em nói thật với các bác luôn, ghép bộ dàn này cực kỳ hay luôn. Đấy, không gian gia đình tập khoảng độ 30 mét vuông đổ lại thôi, 25-30 mét vuông đổ lại thôi. Thì thật các bác luôn là cái bộ dàn này nghe nhạc nó cũng hay mà, cho karaoke nó cũng đẹp nữa. Đấy, du dưa cực kỳ phê. Bác nào mà muốn nó bạo lực một chút thì có thể dùng thêm sức. Đấy, thì đó là tùy các bác thôi. Nhưng mà đối với đôi loa này em đã ghép dàn rất là nhiều và mọi người nghe thực sự mọi người rất là thích. Thích từng cái kiểu dáng của loa nó rất là cao. Các bác nhìn thấy cái kiểu dáng loa rất là cao và nhìn nó đẹp. Chiều ngang nó cũng nhìn cái loa nó rất là đứng, nhìn nó đẹp, nó sang lắm. Đấy, cái màu rất là đẹp các bác nhé, cái màu của loa rất là đẹp luôn, nó không hề bẩn đâu. Màu này nó không bám bẩn. Đấy, nó không bám bẩn giống như cái màu trắng tinh. Đấy, màu này là màu đó, chúng ta gọi là màu giống như cái loại của màu be, đúng gọi là màu be của siêu ô tô đó, màu be các bác nhé, rất là đẹp các bác nhé. Đấy thì những bác khách hiện tại đang thích đôi loa là liên hệ với em luôn. Giá vẫn như là trước, model đời cao hơn, sản xuất đời sau này nhưng giá vẫn là 7,6 triệu như cái model đời trước em bán luôn. Đấy, thì sắp tới em sẽ có một số dòng loa này, một dòng Ametime này, em sợ sẽ có một số đôi thanh lý nó rẻ hơn một chút. Đấy, những đôi thanh lý thì đương nhiên là do là một số đôi là bị lai bát các bác ạ. Đấy, không biết là lai là do bên kia họ cháo như thế nào không biết, thì có một số đời nó sẽ khác hơn một chút, thấp hơn một chút, thì em sẽ bán giá rẻ cho bác chỉ tầm 4-5 triệu cũng có mà. Đấy, những đôi loa hàng rẻ hơn là đương nhiên chất lượng nó sẽ kém hơn rất là nhiều, không bằng được đâu, không bằng loại này được. Nhưng chơi loại này thì nó sẽ khác rất là nhiều, loại kia thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, đương nhiên là nhìn nó sẽ khác biệt về bát rồi,
Đấy, còn về những cái tép mà mọi thứ thì vẫn ok giống nhau thôi, khá là đẹp, bác nhá, chất lượng và giá mà em bán là chắc chắn thì rất là rẻ. Các bác hãy cùng đón chờ nha. Bác nào thích đôi loa hàng xịn hàng zin này hãy liên hệ ngay với em Xuân trước khi hết hàng các bác nha. Cảm ơn các bác đã xem video của em Xuân và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt.